Từ ngày 6 tháng 2, đèo Brent sẽ đóng để phục vụ dự án nâng cấp mở rộng đèo. Phương án thực hiện phân luồng giao thông, tổ chức giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt đã được cơ quan chức năng triển khai. Cụ thể, đoạn 1, từ đầu tuyến tại vị trí kết thúc đường cao tốc Liên Khương, Brent, đến khu du lịch Đa Tanh La, sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông. Đoạn 2 từ khu du lịch Đa Tanh La đến ngã ba đường Trúc Lâm Yên Tử vào khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, các phương tiện được lưu thông hai chiều, kết hợp thi công và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Tại đây, các phương tiện ra vào tổ dân phố 13, phường 3 lưu thông theo đường Trúc Lâm Yên Tử. Từ đường Trúc Lâm Yên Tử đến đầu đèo Brent sẽ thực hiện cấm tất cả các loại phương tiện, trừ các phương tiện được cấp phép đi vào đường cấm. Các phương tiện là xe máy, xe mô tô đi vào và đi ra tổ dân phố 18 đi theo đường Đống Đa. Đối với phân luồng giao thông tuyến Đức Trọng, Đà Lạt và ngược lại, tuyến số 1, đoạn từ cao tốc Liên Khương, Brent lên đèo Mimosa và ngược lại, không hạn chế các loại phương tiện tham gia giao thông. Tuyến số 2, đi từ đường cao tốc Liên Khương, Brent rẽ phải qua hầm chui vào đường nối cao tốc với khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, đường Hoa Đỗ Quyên, đường Hoa Phượng Tím, đường qua trung tâm đón tiếp khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, đường Trúc Lâm Yên Tử, Triệu Việt Vương và ngược lại. Dự án nâng cấp đèo Brent, thành phố Đà Lạt có tổng kinh phí trên 550 tỷ đồng, dự kiến sẽ thực hiện trong khoảng 1 năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh chủ động điều chỉnh phương án phân luồng cho phù hợp.